thì có khi cũng bán số rồi rồi bậy bạ vậy á. Rồi về về anh ta thấy xương ta cho là 93 tuổi còn đi bằng mướn đó. Rồi ngày người ta trả vào bao nhiêu tiền? Dạ biết. Con có thường ăn không? Dạ có, mẹ con cũng có thì ba mua cho con về ăn. Mẹ đi bán có tiền không? Là mẹ con kêu là bưng cái thao gạo đi vòng vòng xóm xin người ký gạo. Ước mơ làm ca sĩ đúng không? Rồi tại sao con ước mơ đó? Dạ tại vì con ước mơ là con muốn làm giàu để cho mẹ con không cực. Tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, Nghĩa mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Trở lại kênh Nghĩa Phước Vlog, Nghĩa xin gửi lời chúc ông bà, cô chú, anh chị, các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thưa ông bà, cô chú, anh chị, hiện giờ con đang có mặt tại huyện Dùng Viền, tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay được chị Úc giới thiệu hoàn cảnh của bà cụ ở trong nhà đây, cô chú, anh chị. Hiện nay bà đã 95 tuổi, sống cùng với ba đứa cháu nhỏ và con gái của bà thì hàng ngày đi bán vé số. Cô là cô thứ mấy cô? Tôi thứ ba, cũng ở hàng xóm gần đây, thấy hoàn cảnh của bà vậy thấy cũng tội nghiệp bỏ quá trời, sống ba đứa cháu còn nhỏ xíu à, rồi bà thì giờ mới lẫn mới nói chuyện trời ơi không à. Con đi bán vé số tới nhiều sáng đi bán tới 7-8 giờ tối nó mới về, rồi mới có mua đồ ăn về mới ăn được, nó đói dữ lắm, thấy cũng hoàn cảnh khổ. Là buổi sáng không có ăn gì hả cô? Buổi sáng thì nó mua đồ ăn giặt ở đây về một đứa một gói sâu vậy đó, rồi cái nó đi, rồi mẹ nó đi ra ngoài chợ lãnh cái số tới 8 giờ tối nó mới về. Về thì không có mua này kia về cho nó ăn. Còn bả nhà bả nói chuyện gì tối ngày bả lẫn lộn thì lo giữ bả thấy mẹ nó. Nãy chị nói mấy đứa có buổi sáng rồi có ăn mì nữa hả chị hả? Có ăn mì đợi mẹ nó về, có bữa không có luôn nữa. Là có mà, bữa không có mì không có mà gì mà mì mua một lần có ba gói mì chứ không có được mua thùng như người ta đâu. Có nhiêu tiền mua nhiêu mà cũng như là đi bán vé số rồi chiều về mới làm cơm làm nước ăn. Còn buổi sáng này có khi đi ăn mì, có khi được có tiền thì ăn xôi. Vậy mà có bữa cũng không có mì để ăn nữa. Đi bán vé số thì về nó nằm ngay bán thì phải có tiền, mà lúc mà bả đau đó rồi không tiền thì hỏi tiền nóng, rồi giờ về đó bán được chút đỉnh phải nhân ra trả đóng lời cho người ta. Là phải thiếu cái tiền nợ đi hỏi mượn người ta nữa. Còn hỏi mượn nữa chứ không phải mà đi bán mà về thì cũng chắc cũng đủ ăn mà ngập mắt đóng tiền nóng cho người ta. Cũng như là ngày nào hết ngày đó cô chú anh chị, hôm nào bán được nhiều thì có được mua mì mua này kia ăn, còn không có thì coi như là thiếu luôn. Con cảm ơn cô, cảm ơn chị đã chia sẻ ngày hôm nay. Đây con xin phép con vô thăm bà. Thì có con bé nó đâu giặt đồ phụ mẹ nó, cái lớn của nó đó. Là con là ba đứa bé, là đứa này lớn hả cô? Dạ. Chú chào con. Chào chú. Nói chuyện lớn lên con ha, con đang làm gì đó? Dạ con đang giặt đồ phụ mẹ con. Giặt đồ hả? Con tên gì con? Dạ con tên Trang. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 13. 13 tuổi, con còn đi học không? Dạ con còn, nhưng mà bữa nay con xin nghỉ tại con bệnh. Này bệnh. Rồi trong nhà con sống với ai nè? Dạ con sống với hai đứa em, bà ngoại với mẹ con. Mẹ hàng ngày làm gì con? Dạ mẹ con hàng ngày đi bán vé số. Bán vé số. Rồi ở nhà là ví dụ không có học là con làm gì phụ mẹ, kể chú nghe đi. Dạ con giặt đồ phụ mẹ, con quét nhà, lau nhà, gỡ chén rồi. Ồ, làm nhiều việc vậy đó hả? Dạ. Rồi chú nghe bà ba với cô Út giới thiệu với chú á, là hàng ngày buổi, rồi giờ kể lại cho chú nghe đi, hàng ngày buổi sáng con ăn gì nè? Dạ buổi sáng nếu mà mẹ cho tiền thì con ăn xôi, còn mà mẹ không cho thì con để tới mẹ về rồi con xin tiền mẹ mua mì ăn. Ôi buổi sáng con ăn rồi đói sao con? Dạ con chịu không thôi là con ăn cơm nguội. Đói thì gắng chịu thôi ăn cơm nguội. Dạ. Con có ước mơ gì không? Dạ con ước mơ làm bác sĩ. Làm bác sĩ. Rồi giờ
Giờ mẹ con đi bán vé số nè, ngày nào lo ngày nấy rồi, tiền đâu lo cho con học tới bác sĩ? Dạ, con nghĩ là mẹ con có tiền lo, con nếu mà mẹ không cho con học tới ngành bác sĩ thì con nghỉ. Nghỉ đi làm ha? Dạ. Con thấy mẹ con ngày ngày đi bán vé số vậy đó, về nuôi tụi con nè, nuôi bà nè, trong lòng con nghĩ sao con Trang? Dạ, con thấy tội mẹ con với lại là tội gia đình con. Ừ. Thương lắm đúng không con? Cũng mong là lớn để giúp mẹ ha. Dạ. Ừ. Rồi mấy đứa em con còn đi học không? Dạ không. Sao vậy? Dạ tại mẹ con không có tiền đóng cho cô, con không cho đi học. Con còn hai đứa em nữa đúng không? Dạ. Ừ. Không có tiền. Không có tiền nên là em con sẽ nghỉ học đó. Dạ. Còn con thì mẹ cho con đi học ha. Dạ. À, rồi hàng ngày nè, hàng ngày mẹ làm mua gì cho con ăn? Dạ, hàng ngày mẹ làm mì về đó, mà mẹ có tiền á thì mẹ mua hủ tiếu đồ mì gì đó về cho con ăn. À. Rồi nhà mình gạo là mua hả con? Dạ không, gạo là đi xin hoặc là người ta cho từ thiện. À, gạo đi xin. Rồi chú hỏi con là đi xin sao? Dạ xin là mẹ con kêu là bưng cái thau gạo đi vòng vòng sớm xin người ký gạo. Trời ơi, là bưng cái thau không đi vòng sớm vậy đó hả? Dạ, nếu mà nhà có thì xin, còn mà nhà không có thì con ra nhà khác đi xin. Có xin của cô ba không? Dạ có. À, đi xin về về vậy đó hả? Dạ. Có bữa nào người ta không cho không con? Dạ không. Không, con bữa nào người ta cũng cho ha. Dạ. Hết gạo rồi đi xin vậy đó. Dạ. Vậy là bao lâu rồi con? Dạ, tầm khoảng là từ đầu năm 2024 tới giờ. Là cũng như gần cả năm nay rồi đó. Dạ. À. Rồi con đi học mẹ có cho tiền không? Dạ có, mẹ cho 50.000. 50.000. Ừ. Đi học thì mẹ cũng cố gắng cho tiền cho con để có ăn để khỏi đói ha. Dạ. Còn gạo nhà mình thì thiếu lắm. Dạ. Em con thì giờ sắp sửa nghỉ học là do là không có tiền đóng tiền trường. Dạ. À, rồi cha con? Dạ cha con đi biển. Đi biển hả? Có đi có về thường không con? Dạ không, 3-4 tháng mới về một lần. À, rồi về có đem tiền cho mẹ con không? Dạ có, nhưng mà đem ít lên tầm 1-2 triệu vậy. Ô, sao làm không có tiền hả con hả? Dạ không, cha con cào bờ chứ không có ra biển. À, đi mấy tháng vậy đó, về đem có 1-2 triệu thôi. Rồi mẹ ở nhà đi bán vé số mỗi ngày. Dạ. À, con giặt đồ xong chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. À, để chú lên thăm bà chút ha. Dạ. Rồi con giặt đồ xong lên cho trò chuyện tiếp với chú ha. Dạ. Rồi. À, cô chú anh chị thì ở cô hàng xóm cũng như là bé chia sẻ nhà bà rất là khổ của chú anh chị. Trong cái nhà tôn này nè. Con chào bà ơi. Dạ. Ghế ra ngồi nè. Ghế ra ngồi. Đây nè. Dạ được. Bà ơi, bà thứ mấy? Dạ thứ ba. Bà ba ha. Dạ. Con gửi nè bà ha. Bà ba năm nay nhiêu tuổi rồi bà ba? Năm nay cũng 70-80 gì rồi. 70-80 rồi ha. Dạ. Sao con nhìn lên cái giấy con thấy người ta để bà ba 95 tuổi lận. Dạ. Bà ba sáng ăn gì chưa? Ở sáng có ăn được, ta cho con được bọc ăn với cà. Ăn với cà. Hôm bữa bà ba ăn được mấy chén? Hả? Có cái ăn khi không hả? Sao khi không là sao bà ba? Dạ. Là không có cơm ăn hả? Dạ, ở nhà có con nhỏ đi học, nó nấu. Dạ. Rồi giờ rồi mẹ nó đi bán số rằng mà kiếm tiền, mua gạo, đồ ăn mà ngan là nước ta có cho. Dạ. À, rồi cá thì có chị em có là cho ăn, còn có hay cho tiền mua. À. Cứ có người chị bên đó đó. Dạ. Cá thì người ta cho he. Dạ. Dạ. Rồi chị em đồ người ta quen bà con cho, không có gì ăn cho. Dạ. Đó, không có hôm qua nữa, rồi nó đi bán cái số rồi kiếm tiền mua này kia cho ăn. Dạ. Lậu bữa nào cũng lậu đi tới chiều. Dạ. Rồi ba ở đất này là của ai? Đất này của người ta, chị xưa là người ta. Lúc đó là mình đó đó, lúc đó. Dạ. Bà ba ở đây lâu chưa? Ở đây lâu rồi. Ở đây lâu rồi. Rồi giờ cho ở đất này. Đất dạ. Ở chợ cho ở chợ người thôi.
Rồi con tôi mới nói thôi ở tỉnh đông quá thật, thôi xuống đây cắt đi. Bắt mình mé này chưa có tiền đổ đất mà nó còn muốn ngập, còn cái này không có ngập nè. Ở nó ngập bên đó mà lấy để qua Tết rồi đang làm lợi. Bà ba còn đi đứng khỏe không? Hả? Bà ba còn đi đứng khỏe không? Không có tiền, có đâu chứ. Bà không ba... có đồng bạc nào cho em rồi bán ca bánh, bán chi số rồi mua đồ lâu, mua cá, đồ ăn, chụp đỉnh, mua thuốc uống. Hồi trẻ đó bà ba làm công việc gì kể con nghe với. Tôi hả? Dạ. Hồi đó ở chợ Ma nè. Ở chợ Ma? Dạ, ở Cà Đuốc, tôi dòng tôi ở Cà Đuốc. Mà hồi đó bà ba làm công việc gì để kiếm tiền? Rồi chồng chết, rồi buồn rồi đi bằng mướn. Rồi chị tôi mới nói thôi đừng có đi nữa, cho ở mấy đất này. Bà ba nghĩ đi làm mướn lâu chưa? Làm mướn cũng lâu rồi ạ, chừng 2 năm rồi đó. Ôi trời, 2 năm trước bà ba còn đi làm mướn á hả? Đi tới Hà Tiên. Rồi ba làm công việc gì, làm mướn làm gì kể con nghe đi. Cũng đi bằng gỡn người, có khi cũng bán số rồi đồ bậy bạ vậy á. Rồi chị em ta thấy thương ta cho. Là 93 tuổi còn đi bằng mướn đó. Rồi ngày người ta trả bà ba nhiêu tiền? Ngày cho được trăm ngoài. Rồi đi tới Hà Tiên bằng mướn á. Rồi bây giờ không có mà người tiền đâu mà ba xài. Giờ có nhà nước có cho, có mà có lương đó. Được 200 mấy gì đó, Rồi mắc đóng tiền điện cho ta nè. Chắc có xài đâu thì chị em ta giúp cho. Cho người cho 20, 30 chị mua thuốc uống. Rồi đi nhà thương. Nhà thương ra ngoài quen, đi vài người biết quen. Đi nhà thương biết quen luôn. Đi 3 lần thì này 3 lần mười mấy triệu đó. Rồi có thằng ghế đó, nó đi lướt, nó bằng kiếm tiền đem về cho đi mà làm nhà thương nữa. Thêm. Rồi con nó thì để đây. Nó vậy đó. Rồi có khi mà người có nhiều ăn nhiều mua gạo đồ ăn, rồi giờ nhà nước ta cho gạo. Rồi này con hỏi bà ba ha, thường là buổi sáng bà ba ăn cơm hay ăn mì á? Sáng ăn cơm. Ăn cơm ha. Không có ăn hàng đâu, không có tiền ăn hàng cả chút, rồi tiền đâu uống thuốc. Vì ai cho anh nhiêu thì để dành chứ. Rồi bữa nay hết tiền thì tiền đâu bà ba uống thuốc? Rồi chị tôi là bà Tám mình đó đó. Chị em bằng gì ăn cơm bà cho ăn, nó đọc nó đi bán nó đâu anh không. Là con mà ba đi bán chứ không có nấu. Rồi ba đi xin cơm ta ăn. Còn không có là có đứa con nhỏ này học đó, nó về nó nấu. Rồi nó buổi tối bà ba ngủ ở đâu? Trong buồng. Buồn ha, ngủ ngon không bà ba? Dạ. Bà ba ngủ ngon không? Hả? Bà ba bữa tối ngủ ngon không? Thì nó ở ngủ buồn cái mình lên. Nó ngủ trước bị đồ lạc rồi nó đau nó bán cũng bà ba cũng lãng tay của chú chị. Bán rồi thêm tiền vô cái thuốc ra rồi. Bà ba có thèm ăn gì không? Có muốn ăn gì không con mua? Không có mua gì đó. Bà ba có muốn ăn gì không? Hả? Bà ba có muốn ăn gì không? Dạ có ăn mà tiền đâu có, mình tham sao à, bà con ra cho. Còn như bà ba là... thường bà ba than sao, bà ba than con nghe đi. Bà thì ba than sao? Bánh cá chút đỉnh nhà lâu lâu mua lần lẻ. Là bánh mì đó, có ông Sáu bán bánh mì mua ổng á, có khi có thì bữa nay con đói bụng quá con ở xa lắm, ở Vĩnh Long xuống đây mà con đói bụng quá rồi không có cơm ăn. Vậy hả? Nhà bà ba có cơm trời cho con ơi, ăn nhớ. Có cơm mà không có gì ăn rồi là ngập nước qua. Ăn không có nước mắm ăn nữa, có muối đó. Ăn cơm với muối bà ba ha. Ăn muối rồi đậm thôi là đậm mưa không có gì ăn đâu đấy, không được thì đậm muối ớt ăn. Ăn cơm vậy ăn chén nữa chén. Bà ba ăn với muối ớt thường không?
ăn thì đâm muối không chứ ở công ăn được. À, là đâm muối ăn vậy đó ha, lấy muối trắng ra mình đâm cái mình ăn với cơm. Ăn vậy thường không bà ba? Ăn mỗi ngày không? Ăn ngày nào cũng không có thì cũng ăn vậy hoài à. Ăn vậy hoài vậy đó. Không có nó gì bán đi số được tiền ta cho cá rồi này kia chút đỉnh đem về kho rồi để cho tôi ăn. Cũng có nè. Bữa nào ăn ngon nhất là gì bà ba kể con nghe đi. Bữa nào có cá thì ăn ngon, còn bữa nào không có thì ăn món nước mắm. Nước mắm thì thầu muối có khi đói khi ăn nước mắm rồi số nào có số ăn không được, có khi không thể không ăn nữa. Vậy đó là bằng đêm thì ngủ thức hoài, trong đêm mà ngủ rồi cái đêm mấy giờ ngủ giật mình thức dậy bắt cái ghiêm điện, kêu mấy đứa nó ghiêm điện nấu nước uống rồi ngủ nữa. Bà ba được mấy người con bà ba ơi? Mà được có chồng đứa chết đầu bên dưới biệt xa lắm, rồi còn đứa thì có chồng mà ở miền đây nè, mà tôi đau vậy đó mà không vô thăm đó, đó. Có thằng con đi vô, thằng cháu đi vô thăm rồi nó về tới giờ không, nó đau không vô thăm, không cho, không mua thuốc mua gì chứ. Tôi vô thuốc, còn nhỏ này cũng còn ruột nữa nè, nhỏ này là gặp bạn này thì ở đây cũng lâu rồi, ba đứa con, ba đứa con gái không đâu. Nó đi bằng muốn chết ra đâu, ở nhà đâu, đi biển rồi người ta cho biển chủ ta cho này cho kia đem về khô rồi này kia đem về cho tôi để dành cho tôi ăn, đừng có bán nghe ăn cái gì đó. Tôi đi bán đi biển nữa rồi đi chừng tới thầy viện. Thấy con bà ba đi bán vé số vậy đó, bà ba trong lòng nghĩ sao, thương không? Thương không bà ba? Thì nghèo tôi không cho đi, tôi nói thôi con ơi ăn vậy đó rồi thôi con ở nhà đi bán một bữa với hai thôi nghỉ đi. Cực lắm chứ không phải là khỏe đâu mà nó đi hoài, nó không kêu nó nghỉ. Không đi không có tiền. Không có tiền mua này kia cho tôi ăn. Rồi gán lội đi hoài vậy đó. Có mong ước gì không bà ba? Bà ba có mong muốn gì không? Dạ. Bà ba có muốn cái gì cho bà ba không? Không có đâu. Không có đâm mà muối đâu, không có, cũng tệ đi kiếm mua miếng cá gì cho tôi ăn à, chứ không có. Rồi đi bán vậy nó thôi, ở nhà bà ở nhà đi với mấy nhỏ đi. Tôi đi bán lấy số kiếm tiền, có khi mua thuốc rồi bà uống thêm. Con bà ba có mua thịt cho bà ăn không? Dạ. Rồi đi mua thuốc để dành, đừng ăn quá, để má mua thuốc mà uống ra. Sợ. Rồi bữa nay hết tiền rồi nè. Hết tiền, bữa nay thì nhịn rồi. Rồi tiền đâu uống thuốc, bà ba ơi. Thôi thì cũng chịu thôi. Bà ba bệnh gì bà ba kể con nghe đi. Còn bà đó cũng đau bớt rồi, đi nhà thương cô đó làm bớt rồi vì sợ đau thì sao, này là quá khứ đi ra ngoài con mắt không thấy đường, nó mờ. Rồi con ngủ con nói ra ngoài bác sĩ kêu cái thuốc rồi vô thì cái dán cái thuốc đành đi. Tôi nói giờ hết tiền rồi sao cô ơi, thôi để tôi về tôi kiếm tiền ra còn cháu nó cho họ có không. Tôi về thì tới giờ nè đi bác sĩ giật giá đó. Mà con đói bụng quá à, không có cơm ăn rồi sao, con xin cơm bà ba ăn đó. Dạ. Rồi ra ngoài mấy cô đó nói bà ráng nằm ráng cái thuốc đi, đừng đòi gì bị gì nhà thì có con nít không mà nó nghèo, nó đi bá đi mần hoài rồi bỏ nó nhà tội nghiệp, thôi đi đó.
đi hoài rồi nó ở nhà nói với chồng nó nói ráng đi đi mần bậy nó kiếm tiền mua thuốc thêm để dành mua thuốc thêm cho làm bảo ốm cho rồi để vậy sao được. Bà ba ơi, quần áo ai mua cho bà ba vậy? Dạ nước ngoài nó có cho được hết. Nước ngoài cho luôn hả? Bà ba quen nước ngoài đó hả? Radio đó. Radio người ta nói thì sao bà ba? Rồi cho rồi được hết rồi thôi tới giờ. Nước ngoài là nước nào bà ba? Không biết sao nói nước ngoài mình nói gì chứ mình đâu có biết đâu. Cái người nước ngoài đó đẹp không bà ba? Thì cũng được. Người ta cho gì bà ba kể con nghe đi nè. Có quần áo rồi vẫn vậy. Cho tiền thêm một số 50% vậy cho một số hôn. Lâu chưa bà ba ơi? Lâu rồi. Lâu rồi ha. Yeah. Rồi hai đứa nhỏ này ta học bậc kìa. Học đó ta cũng cho này kia. Con ngồi xuống đi, ngồi đi chú. Con nhỏ đó, nhỏ quét nhà rồi. Nó học tao. Bà ba biết ai không? Cháu ngoại cái ai? Tên gì bà ba ơi? Cháu ngoại tên gì bà ba? Con hỏi ngoại con nghe, con ơi con tên gì? Con tên gì? Ngoại con tên gì? Bình Lý. Phải không? Ồ bà ngoại không nhớ luôn rồi. Hồi nãy chú hỏi bà ngoại nói sáng ăn cơm với cà hả con? Dạ không có. À là bà ngoại lúc nhớ lúc quên hả? Dạ. Có khi nó nấu. Vậy nó không có đi học rồi. Rồi sáng giờ là con với ngoại ăn chưa? Dạ chưa. Trời giờ này mua mấy giờ chưa con hả con? Dạ. Ngoại ơi con đi học ngoài ta có cho tiền con mua bánh gì để dành cho ngoại. Rồi tới là 10 giờ mấy rồi con nè chưa ăn nè. Ngoại chưa ăn luôn. Hai đứa em con chưa ăn luôn. Dạ. Sao vậy? Sao sáng giờ con chưa ăn? Bữa nay nó nghỉ nó không có dạ đi là tới nhà không chứ có bữa đồ. Nào cũng đi chứ nhà không có đồ ăn ha. Dạ. Là không, nãy dạ. Con nói với chú là thường ngày là ăn mì nè hoặc là ăn xôi này kia. Dạ. Là buổi sáng là nhà mình không có nấu cơm. Dạ. Con kể là cho ông bà nghe rõ đi, tại sao sáng nhà mình không nấu cơm, không có đồ ăn? Dạ tại sáng là nhà con không có gạo để nấu, rồi đồ ăn thì mẹ con không có mua, nghĩa là không có tiền mua. Rồi mẹ đi bán vé số chiều về mới mua. Dạ. Là ngày mình ăn cơm có ăn cử thôi. Dạ. Rồi nãy cái cô kia nói là có khi mẹ con tới 7-8 giờ tối mới về hả? Dạ. Rồi dính đó tới giờ đó luôn. Dạ. Rồi tới để mẹ về rồi mẹ làm đồ ăn cho. Bà ngoại cũng vậy luôn hả? Dạ. Có khi nào bà ngoại than đói không? Dạ không. Nếu bà ngoại con nói bà con lấy cơm nguội chay với nước mắm ăn. Nhà nhờ nó không rồi đi học có là cũng như buổi chiều mình nấu cơm là còn dư được cơm nguội là để dành cho bà ngoại hả? Rồi em con sao? Dạ em con thì nó là đợi chung với con đợi mẹ về rồi mới ăn. Nó có đòi con gì không? Dạ không. Cũng quen luôn rồi đó cô chú anh chị, khi mà buổi sáng thì không có gì ăn hết trơn. Rồi hàng ngày là hết gạo rồi đi xin. Mẹ đi bán không có đủ tiền lo cho nhà mình hả? Dạ. Có người chị có nấu cơm cũng là bà thấy không có ai nấu thì bà nấu cơm để bà đem cho. Đem quần qua cho tổ về ăn. Bà ngoại nói chuyện nhiều không? Dạ tâm hơn đó. Dạ. Bà ngoại nói chuyện tối ngày vậy đó hả? Dạ không, với bà ngoại mà ngoại nằm giống ngủ hồi. Ngoại dậy ngoại hỏi là anh Linh với Liễu đâu rồi. Con cháu bà ba còn đi học không? Hả? Cháu bà ba còn đi học không bà ba? Còn. Học lớp mấy bà ba biết không? Không biết là không có để. Không để à. À. Bữa nay cháu không có tiền đi học, bà ba cho tiền đi. Bữa nay nghỉ gì ở nhà đó. Mai nè nó đi bán rồi không ai nấu cơm. Con xin thử ở ngoài nói sao? Ngoại cho con xin 10.000. Đâu có tiền đâu con ơi. Ngoại không có đồng 50 xu nữa. Không có tiền sao bé đi học bà ba? Học đó thì mẹ nó lo, mẹ nó đi bán đi luôn rồi có tiền. Giờ mẹ của bé chưa về nữa không có tiền. Rồi sao bà ba tính sao? Tôi biết tính sao mẹ con nó, tôi biết tính sao giờ. Ráng chịu.
bà... tôi phải có tiền thì tôi cho được, cô này không có tiền cách nào trong tối ngày. Mấy bà cháu thì hàng ngày cô chú anh chị phải chờ chờ mẹ đi về buổi chiều á là mới có gạo nè, có cơm, có đồ ăn là ăn buổi chiều. Buổi sáng là mấy bà cháu phải hôm nào có thì ăn mì, hôm nào mẹ có bán dư dư thì cho ăn xôi, đúng không? Còn như hôm nay chú tới là nhịn luôn. Thường lắm không con? Dạ không. Có tiền thì cũng mua thuốc để dành, không có đi gặp lễ hai lần rồi. Có mấy bữa mẹ không cho tiền, có tiền số, rồi. Rồi giờ còn ở, là, ở nhà, còn là ở nhà bằng được là tiền nhiều thì đi mua thuốc để dành uống. Là con nói lại trong bà cô chú nghe đi, nãy bà ngoại nói chuyện lớn quá. Dạ, là mẹ cũng không có thường xuyên cho tụi con nhịn, thì bữa sáng là sáng nào mẹ cũng cho 50.000 hết, mà có bữa nay mẹ lấy tiền số hết, mẹ còn 50-60 để mẹ đi bán rồi thò tiền cho người ta. À, là cũng như là buổi sáng thường là ăn mì ăn này kia chứ không ăn cơm ha. Nhưng mà bữa nay là cái ngày đặc biệt là con đến đó cô chú anh chị, ngay cái tình cờ ngay cái ngày là mẹ của bé đi lấy số với để mấy chục ngàn tiền thối, cho nên cũng không có kịp cho. Cho nên là ngày hôm nay là ngày không có ăn gì hết. Đúng không? Con ý con nói vậy đúng không? Dạ. À. Rồi mỗi lần hết tiền con có điện cho cha con không? Dạ không, nhà con không có điện thoại, không có điện được. Không có điện thoại. Chú thấy nhà con có tủ lạnh có này kia. Dạ là cái này là cho anh Thạnh cho, rồi kêu thợ là sửa. À là người ta cho con ha. Dạ. Con dẫn chú đi vòng vòng nhà dưới được không? Dạ. Chú gửi con cái này đi. Là con nấu cơm dưới đây hả? Dạ nấu cơm bằng củi. Nấu cơm củi này hả? Dạ. Ủa có bếp ga sao không xài con? Dạ không có ga, với lại bếp ga cũng bị hư rồi. Ga hư rồi hả? Dạ. Rồi nước nó ngập lên không con? Dạ ngập lên, mỗi lần mà tàu đi qua sóng đánh này nó ngập lên. Rồi lục bình nó trôi vô quá trời luôn nè cô chú anh chị. Rồi con đang nấu vậy nè, rồi lỡ cái tàu sóng đánh lên này sao? Dạ nó không có đánh cao tới đây, đánh vòng vòng quá. À không có đánh cao, chỉ đánh vòng vòng đây thôi. Dạ. Là nấu cơm này, nấu là cơm điện đó. Dạ. Rồi nhà giờ là không có gì ăn hết trơn. Dạ. Rồi chú cũng đói bụng nữa rồi sao? Không biết nữa hả? Dạ. À, chú lại con đãi chú ăn gì sao? Dạ con không có gì ăn. Nó là chờ mẹ con về mới có đồ ăn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi cô chú anh chị nhà, rồi là đất này là nãy bà ba nói là ở đậu người ta. Dạ. Ừ. Con về đây lâu chưa? Dạ con về đây tử hồi mà con mới sinh à. Cũng mười mấy năm con ha. Dạ. Ừ. Rồi tối tụi con ngủ ở đâu? Dạ tối tụi con ngủ ngoài đây. À ngủ ở đây, còn bà ngoại ngủ trong này hả? Dạ không, bà ngoại ngủ ngoài đây. Trời ơi, nãy bà ngoại nó ngủ trong buồng. Mấy bữa mưa ngoại con mới ngủ trong buồng. À mấy bữa mưa bà ngoại mới ngủ trong buồng. À chị mới về hả? Phải không? Phải mẹ con không? Cái quải cái vỏ tận ngồi dưới xe nè. Dạ dạ. Chị cho em hỏi thăm chút. Chị dở nón ra đi. Chị ngồi với bà nè. Con ngồi xuống với cái mẹ con đi con. Quay quay xây mặt ra đó chị ha. Nãy giờ em tới thăm gia đình mình á, thì được cô ba với chị Út chia sẻ cũng như bé cũng như bà, thì em muốn chị chia sẻ lại một lần nữa để ông bà cô chú biết á. Chị chia sẻ cuộc sống của gia đình mình đi chị. Là hàng ngày chị bán được bao nhiêu tệ số? Ngày em bán được trăm ngoài tờ, trăm gửi tờ. Trăm gửi tờ là lời được nhiêu chị ơi? Lời được trăm gửi ngàn. À, trăm gửi ngàn sao buổi sáng chị không cơm nước gì cho mấy bé với bà? Tại vì cơm nước từ nãy kia đi bán không có tiền, góp sách cho người ta ăn, mà không có tiền mà mua đồ ăn. Góp hả? Dạ. Là sao chị kể rõ em nghe đi. Em thiếu nợ tiền góp lên lấy cái số lo cho con cái ăn học, bây giờ không có tiền. À. Là lúc mấy bé đi học này kia thì đóng tiền trường tiền này kia. Dạ. Là đi hỏi người ta. Dạ. Rồi với bà bệnh đồ này kia ha. Dạ mẹ đi nhập viện mấy lần rồi không có tiền cũng đi hỏi. Rồi chồng chị đi làm rồi có gửi tiền về không? Anh lãnh được mười mấy triệu mới chi phí, anh lãnh 5 triệu rồi còn lại 5 triệu rồi để lại mấy mẹ con rồi em ăn chứ chả sao á. Rồi cũng không có tiền nữa. Bao lâu anh mới về một lần chị? 3 tháng rưỡi, 4 tháng mới về một lần. À là 3-4 tháng rồi đem về có mấy triệu vậy đó. Dạ.
anh này đi làm không có tiền bạc gì chân, gửi nhà cuộc sống không có đi làm được một cái tiền. Rồi anh mới nói thôi nhà đi anh đi làm, ở nhà không ai mướn gì chân, khổ vậy đó. Chị đi bán số này lâu chưa? Em bán cũng mấy năm rồi. Bán mấy năm rồi đó. Dạ. Nhưng mà buổi sáng thì bé chia sẻ là có khi chị cho xôi ăn. Dạ. Có khi thì phải nấu mì. Dạ. Mà hôm nay nhà không còn mì không gì hết. Không còn gì chứ, nhịn đói tới 1-2 giờ mới ăn cơm. Dạ. Tới khi người ta cho gạo em xách về nấu. Bé chia sẻ với em là buổi chiều có khi hết gạo rồi chị bưng cái thao chị đi xin đó hả? Dạ. Đi qua mấy người chị nè, đi xin. Khổ dữ lắm. Cô chú anh chị, hôm trước thì con có chia sẻ một hoàn cảnh của một cô ở An Giang. Thì cô làm nghề bán khoai, bán rau, cũng như là mới đầu thiếu 1-2 triệu thôi, nhưng mà đóng tiền lãi hàng lợi ngày mấy chục ngàn cô chú anh chị. Mà khi mà mua bán không được á, thì nó phải đi hỏi chỗ khác, gọi chỗ khác nữa, cho nên là cái tiền lời đó ngày nó nhiều thêm nữa. Dạ. Chị chia sẻ với em nha. Dạ. Giờ chị còn thiếu khoảng bao nhiêu tiền nợ? Em có thiếu 30 triệu anh ơi. Trời ơi, 30 triệu đó hả? Dạ. Tại vì em lo cho mấy nhỏ nè, hỏi đâu này đắp đầu kia, nhổ gông này đắp đầu kia, rồi tiền lời nó té hoài á. Rồi bây giờ như mình đi bán gì chỉ đủ ăn thôi, rồi chị làm sao? Em đủ ăn thì tới đâu thì hay em năn nỉ người ta lại, người ta đòi, người ta xiết, người ta chửi, có khi chửi anh thấy mưa gió không có hồn gạo á, con á về á, cơm ra cơm nguội mà ăn. Con có chứng kiến cảnh đó? Chị có. Lúc đó trong lòng con nghĩ sao con? Dạ con thấy tội, với lại là con thấy buồn. Tại người ta sót á, tiền của người ta sót đúng không? Dạ. Người ta lại người ta mới nói làm sao cho mình trả. Dạ, người ta lại nói là kêu mẹ con trả tiền, mẹ con nói là chưa có tiền. Cái mấy cô chú mà mẹ con thiếu tiền á, nói là ngày mai mà không có là điện tất những người nợ mà mẹ con nợ gì là vô á. Lâu chưa con? Dạ lâu rồi. Rồi bây giờ thì chỉ cầm cự tới ngày nào hay ngày đó chị hả? Dạ. Chứ bây giờ em thấy hoàn cảnh khổ quá gì đó, rồi đâu có tiền đâu. Giờ em cầm cự chạy sắp ngày nào hay ngày đấy. Giờ em cố biết sao cho anh chạy. Rồi hai đứa bé kia là còn học không chị? Còn. Ngày nào không có tiền thì em lo cho con em học, còn ngày nào không có tiền thì nó ở nhà vậy đó. Ủa là sao? Cũng như đóng tiền trường, người ta đóng tiền hàng tuần á, là một tuần trên đứa nhà. Bữa nào mẹ có tiền thì mẹ đưa đi, em không có đóng bằng nguyên tuần, em ngày nào em đóng ngày nấy. Ví dụ có bán thì em đóng, còn không có bán, không có tiền để tôi thu nhập vô thì em không có cho con em đi học. À, cũng như người ta có tiền là đóng lần một tuần đúng không? Dạ. Và chị không có tiền, chị đóng hàng ngày. Dạ. Ngày nào có đưa tiền vô thì con có được vô học. Dạ. Rồi một tuần là bao nhiêu tiền chị nói lại em nghe? Một tuần 150 ngàn, một ngày là 30 ngàn. Ủa sao tiền nhiều dữ vậy chị? À nó ở chổng luôn á hả? Dạ nó ở chổng tới 4 giờ mới về, em đi bán, em đi cướp nó về. Là hai bé luôn? Dạ hai đứa, đứa học lớp 1 cũng có tiền nữa. Mà là hai bé là từng chữ mấy á hả chị? Dạ bé kia một tuần là 150 ngàn rồi đó. Rồi bé nhỏ? Bé này riêng nữa nè, tính riêng nữa nè, nó là ngày 10-20 ngàn nè. Dạ. Có khi ăn xôi nữa, có khi không có gì ăn. Rồi á, mấy mẹ con nó chiên cơm chiên ăn đỡ, hai mẹ sao không cho tiền con đi học. Bạn cho con không à, thế mẹ không có tiền, mẹ khổ dữ lắm. Các mẹ không có tiền, cha không có là gửi tiền về cho mẹ. Thường là chị bán cỡ mấy giờ chiều chị mới về? Em bán tới chiều luôn á, giờ này là em bán tới chiều cỡ 3-4 giờ chiều em mới về đó. À buổi trưa là về ghé thăm nhà cái gì đó. Dạ. Rồi chuyện hơi là em đi bán ở sở số nhiều quá em ôm á. Ừ. Có khi người ta lựa số đẹp á, người ta xấu người ta không mua nữa nè. Rồi sao như giấc này chị về chị không mua gì cho mấy bé với bạn? Em nói nhà khác em cho nó 20 ngàn ăn xôi đỡ đi, rồi chút xíu mẹ về bắt cơm lên ăn. Dạ. Ừ. Yeah. Nhưng mà nhịn đói tới chiều không nổi đâu chị. Em có khi em bán tối ngày em có ăn gì đâu, em ăn ký cục xôi 5 ngàn rồi em uống miếng nước là rồi đó, tới chiều đó em mới ăn cơm. Rồi chồng em á, ổng cũng bệnh nữa, ổng bệnh cái đầu nè, giờ mắt ổng cũng hết kịp nữa, thì căng dây kinh đó. Yeah. Khổ gia đình khổ lắm. Rồi mong muốn của chị giờ là gì chị? Mong muốn em trả nợ cho người em lo cho con em ra học tới nơi tới chốn, mà em mãn nguyện, em cần ước cái gì chứ. Nhưng mà em nói chị nghe nè, bây giờ ví dụ như cái tiền chị thiếu á. Dạ. Chị trả hết nợ rồi, cuộc sống chị cứ vậy là chị mai mốt chị thiếu nợ nữa đó. Em xin lỗi em nói câu đó. Tại vì cứ hết nợ rồi là gia đình chị vẫn thiếu nữa.
hết nợ em đi bán cho anh, cho em không có ở nhà không có mà em biết ấy. Chị đi bán này 150.000 ngày là 150.000 rồi tiền học cho hai bé đó rồi bé này nữa rồi tiền của bà này kia là ngày trước đó, là em xin thôi chị, là ngày trước chị không có thiếu nợ là do là mấy đứa này đi học. Do bà bệnh này kia chị mới thiếu nợ. Dạ đúng rồi. Và hiện giờ mấy đứa này vẫn còn đi học. Dạ. Và tương lai thì bà sức khỏe bà cũng phải uống thuốc này kia nữa. Dạ. Cho nên là sau này chị cũng phải gặp khó khăn vậy nữa đó. Chị có từng nghĩ vậy không? Em nghĩ mà nghĩ bây giờ cại có nhiêu mình ăn nhiêu, có khô quẹt mình ăn khô quẹt, mà không có thiếu nợ hết trơn ta chữ. Em biết điều đó, nhưng mà tụi nó đi học chị vẫn phải tốn tiền nữa. Dạ. Rồi chị bán không đủ chị lại hỏi nữa đó. Giờ gì chứ con cái giờ nó không học em đâu có biết sao, giờ cho nó học biết chữ là em mừng nè. Chứ bây giờ anh thấy em nó có biết chữ đứa nào đâu, bây giờ ra đường thua người ta, phải cho nó biết cho nó hai lớp ba gì cũng đỡ biết chữ cũng được. Con có từng nói ước mơ của con cho mẹ con nghe không? Bữa nay con nói đi, thử coi mẹ con trả lời con sao. Mẹ con quay qua con. Giờ em nói với chị nè, ước mơ của bé là hôm nay thỏ thẻ với em rồi, nhưng mà bé nó nói là chưa nói với chị. Con nói đi con, mẹ ơi con ước mơ gì đó. Mẹ con ước mơ làm bác sĩ mẹ lo cho con nha. Ước mơ làm gì? Làm bác sĩ. Bác sĩ. Tiền đâu lo cho tới bác sĩ. Rồi sao chị? Em thì không có khả năng. Giờ con nó học tới đâu em may tới đó. Chứ giờ nó ước mơ gì em không có tiền để mà chi trả cho nó nổi. Sao con khóc con nói chú nghe đi. Để con cảm động. Thấy mẹ khổ quá, thấy nợ lại đòi, thấy bà ở nhà con mình không có gì ăn. Dạ. Rồi á, ước mơ thì không chắc thành hiện thực đúng không con? Dạ. Có khi nào bé tâm sự gì với chị không? Có, nó nói với em á, mẹ nhắn cho con, nói thôi con ơi nghỉ học đi. Bây giờ em nó lớn nữa, con học được rồi, 5 năm được rồi, đừng. Thôi con nghỉ đi, 5 rồi em tính cho nó nghỉ. Nó nói thôi con ham học, nó nói mẹ ơi đừng đây. Bây giờ nhà nước nó hỗ trợ cho con, bây giờ nữa lớn con đi làm cũng có tiền trả lại nhà nước nữa. Nó ham học. Chị có muốn cho bé học tới nơi tới chốn không? Em nghĩ là muốn nhưng mà không có khả năng đúng không? Dạ đúng rồi. Em cho tính cho con học ngày năm nào là đỡ năm nãy thôi, chứ bây giờ em không có lo nổi. Con quay mặt cho con xin ông bà cô chú. Con xin ông bà cô chú giúp đỡ cho con để con được thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ con là gì con nói lớn lên lần nữa. Dạ con ước mơ làm bác sĩ. Tại sao con nghĩ tới điều đó? Dạ tại con thấy bác sĩ kiếm nhiều tiền hơn, con cũng nghĩ là sau này con làm bác sĩ con sẽ kiếm được nhiều tiền cho mẹ con. Tại thấy nhà mình khó khăn khổ quá đúng không con? Dạ. Nên chọn cái nghề nào thật là nhiều tiền để mới lo được. Dạ. Cô chú anh chị thì một cái quãng đường mà để đi học đại học mà ra ngành y rất là dài cô chú anh chị ơi. Thật lòng mà nói là con có từng thấy cô chú nào đã đi học rồi làm bác sĩ chưa? Dạ có. Có rồi hả? Lâu lắm đó con, học lâu lắm thì nhiều tiền lắm đó. Trong khi mẹ bán vé số phải lo cho ba đứa con rồi lo cho bà nữa. À, người ta đem đồ lại. Để nhận đồ cái. Bà ba ơi. Dạ. Bữa nay con xuống thăm bà ba. À. Con xin quà với tiền của ông bà cô chú quý Mạnh Thường Quân, quý Nhà Hảo Tâm con gửi bà ba nha. Dạ. Bữa nay trong túi hết tiền luôn hả? Bà ba. Trong túi không có đồng nào hết trơn hả? Không nghe. Có không. Tiền không? Trong túi còn tiền không? Không có tiền đâu, cắt nào vậy? Cái máy niệm Phật bà ba cầm đi, bà ba ngủ nhớ niệm Phật nghe. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi tối á, bắt cái này lên nghe. Dạ. Của gia đình cô Nguyệt tặng bà ba đó, chị nhớ bắt cho bà nha chị. Cảm ơn mẹ. Lớn lên cảm ơn. Sao bà ba đơ với cô chú anh chị? Nãy bà ba nói chuyện quá trời luôn rồi. Ủa sao bà ba không nói chuyện nữa chị? Nói chuyện kìa, nó cảm ơn. Cảm ơn. Cái này của chú Minh La tặng bà ba đó. Bà ba ngủ có bị nhức không? Có bị nhức không? Bị nhức mỏi không bà ba?
nó cũng đau đau nó nhất. Cái này thuốc của chú Minh La tặng bà ba nè. Dạ. Chị ơi, một lần cho bà uống bịch nhỏ nghe. Dạ. Cảm ơn đi. Có sắm đồ Tết chưa bà ba? Không có. Không có tiền đâu. Không có tiền sắm hả? À. Con xin đồ mới cho bà ba nha. Dạ. Một bộ, hai bộ, cái này kéo khoác nha bà ba. Dạ. Cái này của cô chú ở Iowa, nước Mỹ tặng bà ba đó. Dạ. Bà ba vui không? Vui. Vui sao? Dạ. Kể con nghe. Dạ, đau mà có cả chỗ mấy chú mấy cô cho, cảm ơn nhiều. Chứ không biết sao giờ. Có muốn xin quý Mạnh Thường Quân gì nữa không bà ba? Dạ. Yeah. Bà ba có muốn xin quý Mạnh Thường Quân gì nữa không? Có xin cái gì không? Xin cái gì nữa người ta cho? Không biết, có biết giàu, biết cái gì đâu mà xin. Không biết gì chân. Bà ba thiếu gì, cần gì bà ba nói đi. Biết rồi, giờ không có nhớ cái gì chân. Nhớ gì không? Không. Xin gì không? Không. Có xin gì mua uống không? Thuốc, xin thuốc uống. Hồi con ở lại nấu cơm con vừa ăn nghe. Dạ. Nghe. Dạ. Con xin thương bà cô chú anh chị thì đó là quà con xin con gửi đến bà ba. Nhất chứ ngủ không được. Nhất ngủ không được. Rất hoài. Nhớ uống thuốc và niệm Phật nghe bà ba. Dạ. Dạ. Niệm Phật. Dạ. Còn đây hai bé này cô chú anh chị nè. Con tên gì đó ông bà cô chú nghe. Dạ, con tên Phạm Thị Khánh Linh. Khánh Linh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi, con học lớp 1. Bữa nay sao không đi học nè? Dạ tại con bệnh. Con bệnh con đi học hả? Con dạ. Bệnh gì kể chú nghe. Dạ con ho nóng. Rồi ho nóng. Học giỏi không? Dạ có. Học có ha. Cô giáo có khen không? Dạ có. Cô khen sao? Cô khen con nói là học giỏi, con được bầu lớp trưởng. Trời ơi, bữa nay ngồi với lớp trưởng cô chú anh chị. Đây là lớp trưởng nè. Rồi ước mơ lớn lên làm gì nè? Ước mơ lớn lên con làm là ca sĩ. Làm ca sĩ hả? Dạ. Con hát được không mà làm ca sĩ? Dạ được. Con hát cho cô chú nghe với. Dạ không được. Sao vậy? Con hát một đoạn thôi. Cháu lên ba đi. Ca đi, ca cho chú nghe đi. Ca chú nghe đi. Mình là ca sĩ mình không có mắc cỡ. Rồi ca đi con. Dạ không, cái họng con đau. Cái họng con đau ha. Như ước mơ làm ca sĩ đúng không? Rồi tại sao con ước mơ đó? Dạ tại vì con ước mơ là con muốn làm giàu để cho mẹ con không cực. Con muốn làm giàu để cho mẹ con không có cực. Dạ. Con thấy mẹ con cực lắm hả? Dạ. Gia đình mình thiếu thốn sao con kể chú nghe với. Dạ mẹ con bán từng đầu từng tiền cho con đem đi học. Rồi sao nữa? Rồi gạo làm sao? Đồ ăn sao? Kể hết cho con. Đồ ăn là mẹ con tự tiền mua. Rồi tại sao buổi sáng mẹ không nấu cơm cho ăn? Dạ, tại vì mẹ con gấp đi lắm nên không có nấu được. Rồi buổi sáng tụi con ăn cái gì nè? Dạ, buổi sáng tụi con cũng được cô kia cho hộp cơm. Có cô kia cho hộp cơm? Dạ. Rồi bữa nào cô không cho thì sao con? Dạ, không cho, con đói. Không cho là con đói đó ha. Có thường lắm không con ơi? Dạ có. Có hả? Rồi có mong muốn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân cho con gì không? Dạ con muốn là chú sống lâu trăm tuổi. Muốn ai con? Dạ con muốn chú sống lâu trăm tuổi. Chú ha. Đăng Chí. Dạ, đi giúp con nữa hả? Dạ. Rồi nói đi sao? Dạ con muốn chú phải để chăm sống lâu trăm tuổi. Tại sao con muốn điều đó? Dạ tại vì chú tốt với con. Chú tốt với con nên con muốn chú sống lâu trăm tuổi. Con cũng chúc ông bà cô chú sống lâu trăm tuổi đi con. Ông dạ. Bà cô chú Mạnh Thường Quân. Dạ con chúc cô chú sống lâu trăm tuổi. Rồi sau video này chú sẽ dẫn con đi chợ, đội nón lên, mang áo dài vô, nổi không? Đi nổi không? Nổi ha. Sắm đồ Tết ha.
Rồi hồi nào giờ quần áo thì sao? Mẹ có sắm đồ Tết cho con không? Dạ, nếu mà có tiền mẹ con sắm, nếu mà ổng có tiền là mẹ con ổng có sắm được. Rồi đi học một bữa mẹ cho nhiêu tiền nè? Mẹ một bữa mẹ cho con 10 ngàn. 10 ngàn ăn nguyên ngày đó ha. Dạ. Vô trường ăn gì con? Dạ, vô trường mua ổ bánh mì. Vô trường mua bánh mì ăn. Chú chúc con chăm ngoan, học giỏi nha. Thực dạ. hiện ước mơ của con là ca sĩ. Rồi ca sĩ thần tượng của con là ca sĩ nào? Dạ, con ca sĩ Mẫu Hân. Ca sĩ gì con? Ca sĩ Mẫu Hân. Nguyễn Hân hả? Bảo Hân. Bảo Hân hả? Cô chú Bảo Hân là chú hay là cô? Bảo Hân là chú hay cô? Dạ, chú. Chú Bảo Hân ơi, đây là thần tượng của chú nè. Ước mơ lớn là lên làm ca sĩ giống như chú gì đó. Con thích bài hát nào nhất? Dạ, chú hát là bài ca sĩ Bảo Hân. Trời ơi, còn cái tương lai thăm thẳm luôn á cô chú anh chị. Một bé thì ước mơ là bác sĩ, một bé là ước mơ ca sĩ. Nhưng chung quy lại là chỉ muốn có thật nhiều tiền của bé lớn, của bé Trang đó. Còn bé này muốn ước mơ làm giàu để giúp mẹ, vì thấy mẹ cực khổ quá đúng không con? Dạ. Trong nhà thương ai nhất nè? Dạ, ở trong nhà con thương mẹ và mẹ, ngoại và anh chị, con. Vậy là con thương hết nhà luôn rồi. Dạ. Rồi trong nhà ai thương con nhất? Dạ, mẹ con và ngoại con và chị con với em con. Như là nhà của bé đoàn kết lắm cô chú anh chị, ai cũng thương nhiều nhau hết trơn á. Phải không bà ngoại? Bà ngoại có thương bạn này không? Không có thật. Chống mặt hả? Không biết cái gì. Họ có thương con Linh không? Họ bà có thương con Linh không? Có thương không? Hình như bà ngoại bị đói vậy chị ơi. Nãy em vô bà ngoại nói chuyện quá trời. Vô bà ngoại nói chuyện dạ. Con qua con hỏi ngoại coi sao ngoại không nói chuyện gì trơn vậy. Con qua con hỏi cho chú ngoại. Hỏi ngoại có đói không? Ngoại ơi, ngoại có đói. Bà có đói không kìa? Linh hỏi bà có đói không? Mà giờ đã cho con ăn. Ăn rồi đó giờ không có đói. Ngày sáng giờ có ai cho cơm ngoại không con? Dạ có. Trời ơi, bé này ngoan hết sức cô chú anh chị, nãy giờ con mới phát hiện ra luôn á. Không ngờ cứ ước mơ của con luôn á con ơi. Con gửi đây cho. Qua đây ngồi chú nè, chú khoe quà cho. Ngồi xuống. Khóc quá trời cô chú anh chị, camera gì khóc nhẹp nhẹp chơi người kìa. Con xin thưa ông bà cô chú anh chị, thì hôm nay con chị thứ mấy chị? Chị Út á. Hôm nay con đến thăm gia đình chị Út, thì đây là hết gia đình rồi đó. Bà ngoại là 95 tuổi. Chị Út hàng ngày đi bán vé số. Bé Trang thì đi học, con học lớp mấy con chú quên rồi? Con học lớp 6, con học lớp 1 đúng không? Dạ. Rồi bạn kia thì học mẫu giáo, còn cha thì đi tàu biển. Thì qua câu chuyện này con xin quà cũng như tiền của ông bà cô chú anh chị con gửi đến gia đình. Đầu tiên thì em xin gửi cái này, nhà mình là hết đồ ăn hết trơn hả con? Rồi con biết cái này không? Dạ biết. Con có thường ăn không? Dạ có, mẹ con có thì mẹ mua cho con về ăn. Mẹ đi bán có tiền mua con về ăn. Đây là của hai bác Cần Giỏi Phạm ở bên nước Úc á, tặng gia đình mình chị ha. Con cảm ơn ông bà. Dạ con cảm ơn ông bà. Đây. Trời bé đó cũng lành lắm cô chú anh chị. Rồi cái này biết không? Cá mồi. Cá mồi này với một chục trứng này là của cô Xuân ở nước Mỹ tặng gia đình con á nghe. Dạ. Con cảm ơn cô Xuân. Cô Xuân. Rồi. Tiếp theo thì 10 kg gạo nè chị. 10 kg gạo này là của cô Oanh ở bên nước Úc á, tặng gia đình mình ăn lấy thảo với cô Oanh nha chị ha. Con cầm chú đi.
25kg gạo này là của cô chú ở Florida. Thì cô chú ở Florida có tặng gia đình mình là một bọc xà bông nè, bịch trần quang nè, chai dầu ăn nè, chai nước mắm nè, chai nước rửa chén nè, chai nước tương, bịch bột ngọt nè, bạn ngoài kia đọc luôn cô chú anh chị, 1kg đường và một thùng mì. Thì trong đó là của cô chú ở Florida gửi tặng là gồm có mì, gạo, đường, nước tương, nước mắm, bột ngọt, tổng cộng là 676.000, trong đó bao gạo 25kg là 420.000. Còn cô Quanh ơi, bao 10kg gạo cô là 180.000 ạ. À, hồi nãy em hỏi á, thì chị vẫn còn thiếu người ta tiền, nhưng mà hiện thời thì em xin tiền của ông bà cô chú á, gửi chị để mà chị trang trải cuộc sống ở phía trước chị ha, để cho đỡ cái nhọc nhằn, quên đi cái những cái nhọc nhằn ở phía trước để lo cho mấy bé. Thì trước tiên á, là chị cố gắng là lo cho bà ăn uống có chất chút ha, rồi cái thứ hai nữa là cho mấy bé đi đến trường. Để ông bà cô chú vui. Đầu tiên thì nè, con biết tên này nhiêu không? Dạ con biết tên anh Thiên Nhi. Chú hôm nay á, chú xin của ông bà cô chú rất là nhiều gửi cho gia đình mình. Con có muốn xin mẹ mua gì cho con không? Dạ mẹ ơi, mẹ mua cho con đồ dùng học tập được không? Mẹ cho con. Con không có đồ dùng học tập hả? Dạ. Trời ơi. Có mà. Con có không? Dạ, có hả? Có mà con kìa, thước dưới viết. Nói lớn lên. Con có thước dưới viết. Rồi tập con có không? Dạ có. Có hả? Rồi con thiếu cái gì con? Dạ con thiếu là mẹ ơi, mẹ mua cho con cái giấy được không? Để gì chị? Giấy viết chữ đó. Cái tập mà viết đó. Cái tập đó ha. Không, dạ miếng giấy liền chữ. Miếng giấy liền chữ, cái tập liền chữ. Sách điện chữ. Rồi một hồi nữa cái video sau ra chợ Dòng Điền chú mua cho ha, chú xin tiền cô Ngọc mua cho ha. Dạ. Ơi, cô chú anh chị ơi, bé này dễ thương hết biết luôn á. Đầu tiên em xin phép gửi món quà của gia đình chú Năm Lạc ở Vĩnh Long gửi tặng chị 500.000. Rồi em xin cảm ơn. Cô Thu ở Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh tặng chị 500.000. Dạ, xin cảm ơn. Cô chú Nga Dậu ở Canada gửi tặng chị 500.000. Xin cảm ơn. Cô Đầm ở nước Úc gửi tặng chị 500.000. Xin cảm ơn. Gia đình chú Nguyên Đạo ở nước Úc gửi tặng chị 500.000. Xin cảm ơn. Chị Hà, chị Nga, chị Hồng Thép ở Thụy Sĩ gửi chị là 1.500.000, 3 tờ 5.500.000 chị ha. Rồi, xin cảm ơn. Anh chị tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở nước Mỹ gửi tặng chị 500.000. Cô Huệ Đắc, cô Hồng Ngô ở nước Úc gửi tặng chị 500.000. Cô Sang Nguyễn ở nước Úc gửi chị 500.000. Gia đình cô Nguyệt ở nước Mỹ gửi tặng chị 500.000. Chú Cường Nguyễn ở nước Mỹ gửi tặng chị 500.000. Chị Linh, chủ công ty Long Mi Giả Nguyễn Tuấn ở Bình Dương gửi tặng chị 500.000. Gia đình bác Kim Thành Xuân cùng bốn chị gái là chị Đào, chị Thảo, chị Thanh, chị Mai gửi tặng chị 500.000. Chú Hai Sủ, cô Hai Ánh ở Suối Tiên, thành phố Thủ Đức gửi tặng chị 500.000. Cô Hoa Nguyễn ở nước Mỹ gửi tặng chị 500.000. Chú Minh La ở nước Mỹ gửi tặng chị 500.000. Cô Lệ Hương ở nước Mỹ gửi tặng chị 1 triệu đồng. 500 1 triệu chị ha. Dạ, em xin cảm ơn. Chị Ngọc Thúy tặng chị là 300.000. Dạ. 300.000 của chị Ngọc Thúy. Dạ. Bé Phụng, bé Tâm ở nước Mỹ gửi tặng chị là 300.000 nữa. Dạ, xin cảm ơn. Chị Diệu Thiện ở Mỹ Tho gửi tặng chị 300.000 nữa. Thì em xin thưa với chị, hôm nay em xin tổng cộng số tiền của ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân
Quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm gửi chị là 10.900.000. Rồi chị quay mặt ra gửi lại cảm ơn. Em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân với anh chị. Chúc quý Mạnh Thường Quân vui vẻ. Chúc Mạnh Thường Quân vui vẻ. Dạ. Con mừng không? Thấy mẹ nhận được tiền con mừng không? Dạ con mừng. Con hứa gì với ông bà cô chú, hứa cho chú nghe với. Dạ con hứa là ông chú là sống lâu trăm tuổi. Ông chú bà cô gửi tiền đó ha. Dạ. Mấy chú mấy cô ơi, con hứa là cho mấy ông chú là ông chú bà cô sống lâu trăm tuổi đúng không? Dạ. Con hứa cho con kìa. Dạ con hứa cho con là giỏi. Ừ. Ngoan. Giỏi chăm ngoan ha. Dạ. Còn con chúc ông chú bà cô là sống lâu trăm tuổi ha. Dạ. À, ý con là vậy đó. Còn con nè, cảm ơn ông bà cô chú đi con. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú. Hứa là sao với ông bà cô chú? Con hứa là sẽ học ngoan, chăm ngoan. Phụ mẹ lo cho em nha. Dạ. Chị cũng vậy, chị cố gắng em xin tiền á. Em nhắc lại chị là lo cho bà ha. Dạ. Lo cho bà với lại cho mấy bé đến trường có đầy đủ hơn tí nữa. Dạ. Cũng như bé nãy bé xin gì chị đó. Ví dụ này hồi ra dòng ghiền em có mua được thì mua, còn về có thiếu cái gì thì chị dùng tiền để chị mua để cho những bé đến trường được đầy đủ với những bạn trang lứa. Dạ. À, dạ thưa ông bà cô chú anh chị, đó là nội dung video ngày hôm nay con xin gửi đến ông bà cô chú anh chị. À, con xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video đến thời điểm này. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình. Và con cũng không quên chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã gửi những yêu thương ngày hôm nay đến bà chị cũng như các cháu. Con xin kính chúc ông bà cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm luôn vui khỏe bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc ha. Con nguyện cầu ơn trên ban bố phước lành, ông bà cô chú anh chị luôn bình an, mạnh giỏi và hạnh phúc. Chào ông bà cô chú đi con. Dạ con chào ông bà cô chú.